Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình review cho các bạn về cây dao chuyên để khoét sáo của Trung Quốc này. Đó. Cán thì bằng gỗ hương nhé, gỗ hương. À, chúng ta sẽ có một cây dao như này, và anh em mà cần cái nắp thì có thể dùng những cái ống trúc, đó, ống trúc để chúng ta chế ra những cái nắp của nó nhé. Còn cây này thì nó không có nắp. À, có nắp thì nó đắt hơn, mà mình thấy là cái nắp nó cũng không cần thiết lắm. Anh em có thể mà kiếm đâu cái hộp nhựa mà cho vào cũng được. Đấy. Thì mình sẽ nói về ưu nhược điểm cái này nhé. Đầu tiên là nói về ưu điểm. Thì cái cây này khoét nó rất là khỏe. Cực kỳ khỏe, nó mở lỗ rất là nhanh. Đấy. Mở lỗ rất là nhanh. Thứ hai là cái sống dao nó dày này. Đấy. Thì chúng ta có thể tì cái tay ngón cái vào, chúng ta đẩy thì nó rất là có lực và không đau tay. Thứ ba là nó rất là sắc, cực kỳ sắc các bạn nhé. Đấy, rất là sắc luôn. Và cái này thì cái nhược điểm duy nhất của nó mà mình thấy là khi nó bị cùn ấy, thì chúng ta phải mài, phải biết cách mài. Hoặc nếu không thì chúng ta sẽ mang ra những cái hàng bán dao ấy, người ta sẽ mài cho chúng ta, mất đâu đó khoảng mấy nghìn một lần mài. Thì chúng ta sử dụng để khoét trúc ấy, thì nó cũng khá là lâu cùn đấy, khá là lâu cùn. Nhất là với cái trúc nứa của Việt Nam thì nó còn bền hơn nữa đấy, bởi vì là cái cây này mình mua về để khoét mấy cái cây trúc quế này, trúc hoa cương này, nó dày như thế này mà. Đấy, mà đi cũng rất là ngọt. Mình sẽ thử cho anh em xem nhé. Đẩy thoải mái. Đó. Nhẹ phát đi một miếng luôn. Đấy. Ngoài khoét sáo ra thì anh em có thể dùng rất nhiều việc. Em nhìn này. Mình khoét như là kiểu như là ống đủ mà dày như này ăn thua gì đâu các bạn ạ. Đấy, mình ăn một miếng dày các bạn xem, thoải mái luôn nhá, không bao giờ gãy, không bao giờ gãy dao. Đó, nó không nguy hiểm như là cái dao số 11, khi nó gãy có thể nó bắn vào người mình. Đấy, thì dao này giá của nó là 300.000 một con, cán bằng gỗ. Mình xem ở trên bên Trung Quốc họ dùng dao họ khoét rất là nhanh, khoét gần như là không cần nhìn luôn, nhưng mà mình thì chưa đạt đến trình độ đấy. Đó. Dao nó có nhiều phiên bản lắm, có bản lưỡi thẳng, có bản lưỡi chéo, nhưng mà mình thấy bản lưỡi chéo này nó khá là giống với cái bản dao mổ mà các bạn đang dùng, thành ra là lấy về thì các bạn sẽ làm quen nó dễ hơn, nhanh hơn. Đó, khó khăn nhất là chúng ta biết phải biết mài thôi. Nếu không thì mang ra tiệm mài cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Ok, các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số Zalo hiện trên màn hình nhé. Xin chào các bạn.